Thân chào quý cô bác đã trở lại với kênh Món Chay của Mẹ Quê. Hôm nay em vào bếp để làm món nấm rơm kho nha. Mà nấm rơm hôm nay em kho với nước bẫy ốc á. Thường thì quý cô bác kho khóm nè, kho tiêu hoặc là mang đi kho với nước dừa tươi. Quý cô bác có thử kho với nước bẫy ốc chưa? Rất là thơm ngon luôn á. Nấm rơm kho xong có mùi rất thơm, vị thì ngọt thanh. Cách làm thì siêu đơn giản. Món này mà ăn với cơm thì bao ngon luôn. Nếu quý cô bác thấy thích thì xin mời vào bếp cùng thực hiện với em món nấm rơm kho bẫy ốc này nha. Nguyên liệu đầu tiên em có là 300g nấm rơm. Quý cô bác có thể chọn nấm rơm loại búp hoặc là loại nở như thế này đều được nha. Hoặc là có thể thay thế nấm rơm bằng nấm đông cô, nấm đùi gà hoặc là nấm bào ngư. Nấm rơm quý cô bác cắt bỏ gốc, rửa với nước vo gạo và rửa lại với nước sạch. Cần thêm một ít hành tím và ớt. Gia vị thì gồm có một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm chay, một ít nước mắm chay, dầu ăn, nước bẫy ốc và tương ớt. Nguyên liệu chỉ đơn giản như vậy thôi ạ. Bây giờ thì quý cô bác cùng làm với em nha. Nếu mà thích món nấm cay hơn nữa có thể dùng thêm ớt trái nha. Bây giờ thì vào bếp thôi. Cho một ít dầu ăn vào chảo, sau đó thì em sẽ cho hành và ớt vào đây để phi thơm. Đến khi nào mà hành vàng thơm như thế này thì em sẽ cho nước mắm chay vào. Tùy theo khẩu vị của quý cô bác mà chúng ta dùng, em dùng 3 muỗng cà phê nước mắm chay, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm chay và 1 muỗng cà phê tương ớt cho 300g nấm rơm. Vì nấm rơm khi kho nó cũng nhát cái độ mặn lắm, quý cô bác để nhiều nước mắm chay coi chừng mặn đó nha. Gia vị đã tan đều rồi thì em sẽ cho nước bẫy ốc vào. Em dùng 100ml nước bẫy ốc nha. Bây giờ thì nấu cho cái phần sốt này nó sôi lên và nó sệt lại hãy cho nấm rơm vào. Vì cho vào sớm thì nấm rơm nó sẽ ra nước nhiều nữa. Khi mà nước nó sệt lại như vậy thì cho nấm rơm vào được rồi nè. Quý cô bác để lửa vừa nha, đừng có để lửa nhỏ. Với lửa vừa như vậy, để khoảng 3 đến 4 phút sau là chúng ta đã có món nấm rơm kho bẫy ốc rồi. Trong lúc kho cứ đảo nhẹ như thế này, đảo nhẹ cho phần nấm nó còn nguyên trong cây nấm. Kho như vậy, nấm rất là thơm, quý cô bác hãy làm thử nha. Cách kho này cũng rất đơn giản, nhưng mà ăn cơm thì tốn cơm lắm á nha. Nếu quý cô bác thích quẹt lại luôn á, thì mình kho cho nó cạn cái phần nước. Còn nếu dùng nước để chấm với rau luộc, thì như thế này là có thể tắt bếp rồi. Nấm rơm đã chín rồi đó. Nấm rơm kho bẫy ốc khi hoàn thành, phần nước sệt kẹo lại. Khi ăn thì có mùi thơm, vị ngọt nhẹ. Nấm rơm thì dai dai, mềm mềm và rất ngọt. Món này ăn với cơm, rau luộc, thêm một ít đậu bắp luộc hoặc là cà tím luộc thì ngon hết sảy. Xin chúc quý cô bác có những bữa chay thật là ngon miệng nha. Video của em đã hết rồi. Rất cảm ơn quý cô bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau nha. Quý cô bác nhớ đăng ký kênh để xem món ăn chay mới mỗi ngày nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ạ.